Hey, xin các bạn ha, thì là Lê Mình đây. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn với các bạn một cái phương pháp luyện nghe dành riêng cho những bạn mà đang rơi vào tình trạng gọi là mất gốc tiếng Anh. Thật ra là khi mà chúng ta học tiếng Anh nói chung hay là chúng ta luyện những cái bài thi như là TOEIC và IELTS nói riêng á các bạn, thì kỹ năng listening luôn là một trong những kỹ năng quan trọng và cần phải học đầu tiên. Bởi vì người ta thường hay nói là nghe nói đọc viết nữa các bạn. Tuy nhiên kỹ năng nghe lại là một trong những kỹ năng khá khó đối với vài bạn, đặc biệt là những bạn mà mất căn bản hoặc là lâu rồi chưa có đụng tới tiếng Anh. Và khi mà các bạn bắt tay vào ôn tập lại kỹ năng listening thì có bạn nào rơi vào những cái tình trạng như thế này không? Thứ nhất là khi mình nghe chả hiểu gì luôn đó. Thứ hai là mình có cảm giác là mình không có đủ thời gian để cải thiện kỹ năng này. Và cuối cùng là nhiều bạn khi mà chúng ta đã bắt đầu luyện nghe một thời gian thì không có thấy mình có những cải thiện đáng kể. Chính vì vậy nản quá bỏ cuộc luôn. Và các bạn đừng lo, nếu mà các bạn đang rơi vào một hoặc là nhiều những cái tình trạng kể trên thì các bạn không phải là người duy nhất đâu. Rất nhiều bạn học viên của mình cũng thường than vãn với mình về những cái vấn đề như vậy khi các bạn ấy luyện nghe. Theo mình những cái vấn đề khi chúng ta luyện nghe nó xuất phát từ một vài lý do như sau. Thứ nhất là do chúng ta lựa chọn những cái tài liệu luyện nghe nó chưa phù hợp. Bởi vì một số bạn học viên của mình thường luyện nghe bằng cách là các bạn ấy nghe những bộ phim Mỹ mà không coi Việt sub các bạn ạ. Thế mới ghê chứ. Các bạn cứ tưởng tượng nè, nếu cái đứa em mình nó đang học cấp 1 mà mình giao cho nó một cái bài toán Olympic để làm thì nó có làm được không? Tất nhiên là không rồi. Không phải là vì nó dở mà là vì nó đang làm một cái việc quá sức với cái level hiện tại của nó mà thôi. Chính vì vậy khi các bạn luyện kỹ năng listening thì các bạn nên lựa chọn những cái tài liệu nó phù hợp với cái năng lực hiện tại của mình hoặc là cao hơn một chút thôi, chứ đừng có nhảy cóc các bạn nha. Như vậy sẽ rất là nản đó. Và cái lý do thứ hai khiến việc cải thiện listening tương đối khó đó là vì cái thao tác để mình ôn tập phần nghe nó tương đối là phức tạp. Nào là phải kiếm file nghe nè, nào là phải ngồi rồi nghe nè, nào là phải ghi chép những cái từ vựng nè. Nó rất là đòi hỏi nhiều công đoạn các bạn. Mà trong cái thời đại hiện nay, cái gì càng tiện lợi thì mình càng ưu tiên đúng không? Cái gì càng phức tạp thì mình thấy nó càng nản. Chính vì vậy nhiều bạn lười luyện nghe lắm. Và lý do cuối cùng đó là do cái việc cải thiện kỹ năng nghe nó tương đối là chậm các bạn. Chính vì vậy nhiều bạn luyện nghe mới có 1 tuần, 2 tuần à, mà không thấy mình cải thiện cái gì đáng kể là bắt đầu thấy nản rồi, là bắt đầu có suy nghĩ là ôi kỹ năng này nó không phù hợp với mình không sinh ra dành cho nhau, nên là thôi bỏ cuộc đó. Rồi, và để giúp các bạn cải thiện được hay là vượt qua được những cái vấn đề kể trên thì mình sẽ đưa cho các bạn một cái giải pháp cực kỳ đơn giản luôn. Đó là mình vừa tìm được một cái trang web gọi là Daily Dictation. Đây là một trang web tự học tiếng Anh cực kỳ hiệu quả dành riêng cho những bạn đang muốn cải thiện kỹ năng listening của mình. Thì đúng như cái tên của nó, cái website này dựa trên nền tảng cơ bản là cái phương pháp dictation, tức là phương pháp nghe chép chính tả đó các bạn. Thì cái này mình đã từng nói ở những video trước đây rồi. Nếu bạn nào quên thì các bạn cứ nghĩ đơn giản như nè. Phương pháp dictation hay là nghe chép chính tả này nó là một phương pháp cũng khá đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nghe một cái file nghe bằng tiếng Anh, rồi sau đó các bạn chép lại những thông tin các bạn nghe được, rồi sau đó các bạn cứ lặp đi lặp lại hai cái bước này, nghe tiếp, ghi lại những từ còn thiếu, tới khi nào mình có thể ghi đầy đủ thông tin của cái câu mà mình vừa nghe thì thôi. Đó là một trong những kỹ năng luyện nghe rất phổ biến hiện nay. Nó vừa có thể giúp các bạn cải thiện kỹ năng nghe hiểu của mình mà vừa có thể giúp các bạn nhận ra những cái từ vựng mà chúng ta còn thiếu sót để chúng ta có thể nâng cấp nó lên, để sau này khi mà nghe chúng ta có thể nhận ra những từ vựng đó và cải thiện phần listening rất hiệu quả. Mình thấy ưu điểm lớn nhất của cái website này là nó sẽ giúp các bạn vượt qua được hầu hết những cái vấn đề mà phương pháp nghe truyền thống chúng ta gặp phải. Thứ nhất là cái trang web này nó có những file nghe rất là đa dạng các bạn. File ngắn cũng có, file dài cũng có, file cực kỳ dài cũng có luôn. Và chủ đề thì cũng vô cùng đa dạng. Nó có những cái file chích từ trong đề thi TOEIC thực tế luôn. Và nếu bạn nào muốn cải thiện giao tiếp thì nó cũng có những file nghe thuộc những chủ đề General Conversation rất là đa dạng. Cái lợi điểm thứ hai của website này theo ý kiến cá nhân của mình đó chính là cái thao tác của nó rất là đơn giản các bạn. Khác với cái phương pháp luyện nghe chép chính tả truyền thống là mình phải vừa ngồi vừa nghe vừa móc giấy bút ra ghi lại rồi sau đó nghe lại rồi gạch xóa rồi ghi chép chép quá trời luôn thì ở cái trang web này các bạn chỉ cần click vào cái file các bạn muốn nghe, sau đó các bạn ghi vào cái ô ở bên dưới đánh máy thôi đó. Mình thấy chưa đúng chữ nào mình delete rồi mình ghi tiếp đó, rất là đơn giản. Chính vì những cái thao tác rất là tiện lợi như vậy thì mình nghĩ là những cái bạn lười hay có thói quen bỏ cuộc sẽ có
thể duy trì cái thói quen luyện nghe này hơn, bởi vì nó tiện quá mà, các bạn chỉ cần bật máy lên rồi ghi chép thôi, đâu có cần chuẩn bị thêm gì đâu đó. Ngoài ra ở trang web này nó còn có một cái tính năng gọi là dịch đó các bạn. Ví dụ các bạn không biết từ nào thì các bạn có thể bấm tính năng dịch nó ra tiếng Việt luôn để các bạn học thêm từ mới. Cái này thì tương đối tiện, đỡ mất công mình phải tra từ điển bằng tay các bạn. Đồng ý không? Và thêm một cái ưu điểm ở đây mà mình thấy nó cũng tương đối hay á các bạn, đó là nó sẽ giúp các bạn nhận diện được và định lượng được cái mức độ tiến bộ khi luyện nghe của mình. Bởi vì khi mà các bạn nghe chép chính tả xong á, các bạn chép xong á, thì người ta sẽ báo cho các bạn biết là các bạn sai bao nhiêu lỗi đó. Thì các bạn cứ hình dung là mỗi ngày nếu mình dành khoảng 10 tới 15 phút để nghe đó, thì mình sẽ thấy là ngày hôm nay mình sai ít hơn ngày hôm qua, tức là cải thiện kỹ năng nghe rồi còn gì nữa, đúng không? Mặc dù hôm qua mình sai 10 chữ, hôm nay mình sai 9 chữ thì cũng là tiến bộ rồi đó. Nó sẽ giúp các bạn nhận ra những sự cải thiện dù là nhỏ nhất của mình, và thông qua những cái sự nhận biết đó thì các bạn sẽ đỡ nản hơn. Các bạn sẽ có tâm niệm là ít ra mình cũng tiến bộ được rồi, thôi cứ cố gắng tiếp đi đó, đúng không? Nếu mà nghe chép chính tả bình thường thì nhiều khi mình không có đong đếm được kỹ lưỡng như vậy, dẫn tới tình trạng là mình không biết nghe có hiệu quả gì hay không, mình bỏ cuộc đó các bạn. Rồi, và đó là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về một công cụ luyện nghe khá hiệu quả dành cho những bạn đang yếu phần listening. Nó có thể áp dụng cho các bạn cải thiện listening trong giao tiếp, trong TOEIC và trong IELTS nữa. Chính vì vậy, nếu bạn nào mà đang nghe hơi dở một chút đó, thì các bạn cứ thử cái phương pháp và thử cái website này xem có tiến bộ hay không. Và mình khuyên các bạn là nên mỗi ngày dành khoảng 10 tới 15 phút là được rồi đó. Và do nó là một cái website online mà, các bạn có thể nghe bằng điện thoại, laptop, tùy các bạn, mọi lúc mọi nơi luôn. Mỗi ngày luyện nghe xem mình có tiến bộ hay không. Nếu có thì hãy like và subscribe cái channel của mình nha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Mình là anh Lê. Bye bye.